Trước tình hình nắng nóng kéo dài, nguồn cung ứng điện gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiết kiệm điện. Trong đó, chú trọng kêu gọi khách hàng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, chia sẻ khó khăn trong thời điểm hiện nay. Tại Đà Nẵng, nắng nóng khiến phụ tải tăng vọt. Sản lượng trung bình ngày đạt hơn 9,3 triệu kWh. Sản lượng cực đại đạt hơn 10,6 triệu kWh. Công suất cực đại đạt 542 mW, tăng hơn 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước thực trạng trên, từ đầu năm 2023 đến nay, ngành điện thành phố đã nỗ lực triển khai các phương án nhằm đảm bảo cấp điện mùa khô vào cả năm 2023. Các đơn vị điện lực thuộc Công ty Điện lực Đà Nẵng đã triển khai cuộc vận động làm việc với các khách hàng là doanh nghiệp trọng điểm, khách hàng sử dụng điện công suất lớn trên địa bàn, tự nguyện cam kết giảm mức tiêu thụ điện năng, điều chỉnh phụ tải phi thương mại. Qua đó, các doanh nghiệp đã chung tay giúp giảm áp lực lên ngành điện trong mùa nắng nóng cao điểm này. Bên công ty tôi thì cũng hưởng ứng cái chiến dịch để tiết kiệm điện, là cũng có giờ ngưng hỗ trợ, ngưng sản xuất giờ cao điểm để chuyển về sản xuất ban đêm để tiết kiệm điện với lại cả nước cái thời điểm nắng nóng cao điểm này. Thay thế các thiết bị có mức tiêu thụ điện năng lớn, tắt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng điện trong các giờ cao điểm là những hình thức tiết kiệm điện đang được nhiều đơn vị doanh nghiệp cơ sở sản xuất nông nghiệp áp dụng. Công ty cũng đã trao đổi, thuyết phục cũng như là hướng dẫn khách hàng hạn chế tối đa cái việc sử dụng điện trong các cái giờ cao điểm trưa cũng như là cao điểm tối để coi như là đảm bảo được cái cam kết của khách hàng trong cái việc mà sử dụng đúng cái biểu đồ phụ tải của khách hàng và góp phần vào cái việc là đảm bảo an ninh năng lượng. Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo vừa được ban hành, đặt mục tiêu phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ. Đến năm 2025, giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện dưới 6%, giảm bớt công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia. Cùng với các địa phương trên cả nước, ngành điện thành phố đã và đang nỗ lực để kêu gọi cộng đồng chung tay sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Xác định đây là giải pháp quan trọng, cấp bách để tiếp tục duy trì ổn định, an ninh năng lượng.